Hello, xin chào anh chị và các bạn. Chắc anh chị và các bạn nhìn thấy bãi biển rồi, thì muốn xuống tắm biển nếu mà vào thời tiết nóng nực này. Thì nếu anh chị và các bạn muốn xem về các cái bãi biển của Việt Nam nói chung và cái bãi tắm ở Bãi Cháy hay ở Hạ Long nói riêng, thì rất mong anh chị và các bạn chúng ta hãy nhấn nút đăng ký kênh để là người đầu tiên được xem những video mới thú vị về bãi tắm trên cả nước và ở Hạ Long. Đồng thời nhấn vào biểu tượng cái chuông để mỗi khi mà kênh có những cái video mới thú vị thì kênh sẽ thông báo đến anh chị và các bạn. Hiện giờ là đang là 18 giờ, gần 18 giờ 30 rồi. Nên là trời nó khá là tối, các video nó khá là tối. Biển Bãi Cháy thì khá là sạch, bởi vì bãi biển là được đổ bằng cát trắng, là một trong những cái cát mà giúp làm cho nước trong, chứ không phải như cát vàng là nước lên và cát sẽ chảy xuống là nước sẽ đục. Biển Bãi Cháy là một trong những bãi biển nhân tạo khá là đẹp. Đây là phía trên bãi biển. Cát trắng đấy, anh chị thấy, các bạn thấy cát trắng không? Thank you.
tắm nó kéo dài tận trên kia luôn, mấy cái số luôn. Phải đi lên thơ, gần hết giờ tắm biển rồi. Nếu mà khi mà anh chị mà muốn ngồi ghế như thế này thì chúng ta chú ý là chúng ta mua 30.000 thì sẽ được ngồi. Mua ghế ngồi 30.000 và chúng ta ngồi đến khi nào, chừng nào mà chúng ta không muốn ngồi nữa thôi. Một loạt ghế này. Tắm nó khá là rộng đấy anh chị. Về Hạ Long du lịch xong, tắm biển xong như thế này thì anh chị cũng sẽ được thưởng thức những cái món đặc sản ở các cái nhà hàng ven biển hoặc là cách xa biển khoảng 2-3 km. Cá nhân Minh Toàn khuyên anh chị là chúng ta nên ăn hải đến những cái cửa hàng cách chừng 2-3 km cũng được, hải sản đấy cũng rất là ngon, nhưng mà
cũng rẻ hơn rất là nhiều nếu mà anh chị ăn ở sát cái vùng mà nó sầm uất. Video ngày nay mình Toàn là phép dừng ở đây. Cảm ơn anh chị đã xem video. Đây là người đầu tiên được xem những các cái đồ mới thú vị. Mình rất mong anh chị hãy nhấn nút đăng ký kênh miễn phí. Đồng thời nhấn vào biểu tượng cái chuông để kênh thông báo cho anh chị khi mà mỗi khi kênh có video mới thú vị. Để anh chị là người đầu tiên được xem các video thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong video tiếp theo.